Đây là cây sao Phú Quốc các con. Dạ. Đây là chó Phú Quốc. Ấp cây sao xã Âm Ninh huyện Phú Quốc. Ấp cây sao xã Âm Ninh. Một chú chó rất là đẹp. Đẹp theo cái kiểu chất của Phú Quốc ngày xưa ấy, chứ không phải đẹp theo kiểu là mấy người chơi đóc sâu đâu quý vị các bạn nhé. Mặt này như kiểu con linh cẩu luôn. Đấy, lông lá đẹp mà không có nhăn nhiếc thì nó rất là khôn này. Nó con chó nhỏ này nhưng mà nó khôn. Nó mình đến là nó biết người lạ nó chạy. Nhìn nó thân thiện vậy nhưng mà nó không có... Con kia đẹp hơn mấy trăm lần luôn mà nó bị chết nhỏ không thuốc trị kìa. Mấy con này bị bệnh nó trong nó bị thuốc được đó. Chích chích ngừa đi bé. Dạ chích rồi, dạ mua về chích cho. Chích ngừa bảy bệnh cho nó đi. Chích ngừa bảy bệnh cho nó đi. Dạ. Ừ. Đấy đẹp. Đấy nó nổi cao lên. Mặt thanh kiếm chào chị. Yeah.